hàng trăm người kéo đến cầu Nguyễn Văn Cử, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu vào chiều ngày 5 tháng 10 năm 2020. Lực lượng chức năng đã phải liên tục yêu cầu người dân di tản để đảm bảo công tác xử lý. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người đi đường bất ngờ phát hiện một người đàn ông đi xe máy lưu thông trên cầu Nguyễn Văn Cử hướng từ quận 8 đi quận 1 rồi dừng lại nhảy xuống. Vụ việc xảy ra quá nhanh chóng khiến nhiều người đi đường chỉ kịp chi hô nhau và thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã điều động một xe chữa cháy, một xe cứu thương cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường xử lý. Người nhái cũng liên tục lặn tìm người đàn ông mất tích. Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng trăm người dân lưu thông qua khu vực khi nghe tin đã dừng lại theo dõi, khiến khu vực cầu bị tắc nghẽn. Công an đã được điều động đến điều tiết giao thông, yêu cầu người dân ra xa khu vực hiện trường nhằm bảo đảm công tác xử lý. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích người đàn ông mất tích. Thân nhân của người đàn ông sau khi nghe tin cũng đã đến hiện trường khai báo danh tính, phục vụ công tác điều tra.